Chương 303: Thánh huyết rực dao. Mộng yểm yêu hồ là món bảo vật vô cùng thần bí, có được truyền thừa cực kỳ lâu đời. Nhiếp Ly cảm nhận được khí tức bên trong mộng yểm yêu hồ cực kỳ cường đại. Hơi thở này so với hắn thời kỳ đỉnh phong kiếp trước còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, bên trong tựa hồ ẩn chứa ý niệm thâm diệu nào đó. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận một tia như vậy, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải của mình điên cuồng mà rung động. Mộng yểm yêu hồ đến tuyệt cùng là từ phương nào truyền thừa xuống? Người chế tác ra mộng yểm yêu hồ tất nhiên cũng là một vị siêu cấp đại năng. Thiền đạo truy lực không ngừng từ linh hồn hải bị rút ra. Mặc dù các cây dây leo kia cung cấp thiền đạo truy lực, linh hồn hải của Nhiếp Ly vẫn sắp bị hút khô. Đã muốn áp chế không nổi hai viên lòng huyết yêu linh, nhưng cứ như vậy buông thả, Nhiếp Ly lại không cam lòng. Nhất định phải thành công, đã đến bước này không thể thất bại như vậy. Ý niệm Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục mộng yểm yêu hồ, bất tình lình trong đầu là một đạo linh quang hiện lên. Có lẽ từ trong mộng yểm yêu hồ có thể ngộ ra chút gì đó. Ý niệm Nhiếp Ly chậm rãi thấm trong mộng yểm yêu hồ, hết thảy xung quanh đã là biến hóa kỳ diệu. Nhiếp Ly cảm giác được trong mộng yểm yêu hồ ẩn chứa không gian khổng lồ, bên trong thiên đạo chi lực mênh mông vô cùng, tựa như một cái vùng biển lớn mênh mông. Coi như tất cả thiên đạo chi lực bên trong thánh linh tiên cảnh cũng hoàn toàn không có cái nào là biển lớn đánh đồng. Ý niệm quét tới, vô biển vô hạn, làm Nhiếp Ly cảm giác được mình nhỏ bé như vậy. Những lực lượng ẩn chứa trong yêu linh lộ ra đều bị hút vào trong không gian này. Thế nhưng so với mộng yểm yêu hồ mà nói, hấp thu hết lực lượng tựa như một cái bình tích thủy, không tạo nổi cơn sóng gió. Đại dương mênh mông thầm sâu trong mộng yểm yêu hồ tựa hồ đọng lại, dường như là đang ở trong trạng thái ngủ say. Ý niệm Nhiếp Ly ở trong mảng không gian này ngồi xếp bằng xuống, lặng yên tu luyện. Trường thứ nhất thiền đạo thần quyết, từng đạo hào quang không ngừng quanh thân Nhiếp Ly chảy xuôi. Thiên địa không ngừng biến hóa, kiếp trước cùng kiếp này đã xảy ra cải biến cực lớn. Đây chính là đạo trong thiên đạo thần quyết tự nhiên mà hình thành. Nhiếp Ly có một ít cảm ngộ, cùng tiền thế so sánh quá trình tu luyện đã có bất đồng thật lớn. Đã có cảm ngộ này, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải không ngừng bị xé nứt. Từng cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, sắc mặt Nhiếp Ly trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh. Loại đau khổ kịch liệt này người thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Người bình thường đụng phải tình huống như vậy sợ rằng sớm đã không thể thừa nhận. Đầu đều không ngừng suy nghĩ, nhưng mà Nhiếp Ly miễn cưỡng duy trì một tia thanh tịnh trong đầu, không ngừng dùng thiên đạo chi lực rèn luyện mệnh hồn. Cơ hội tốt như vậy Nhiếp Ly sao có thể bỏ qua? Kiếp trước trong lúc tu luyện đụng phải tình huống này so với hiện tại còn hung hiểm hơn nhiều. Không ngừng rèn luyện trong mệnh hồn, tuy rằng tốn khổ nhưng Nhiếp Ly tuyệt đối tỉnh táo, đem thiên đạo chi lực lượn quanh thân biến thành thiên vạn đạo chi lực tăng cường mệnh hồn. Phù một tiếng, một đạo mệnh hồn đỏ thẫm hình thành. Nghĩ không tới phát hiện này làm Nhiếp Ly thành công đạp qua cánh cửa ngừng tụ ra mệnh hồn, rốt cuộc đạt đến thiên mệnh cảnh giới, hiện tại đã là nhất mệnh cảnh. Vì sao mệnh hồn là màu đỏ thẫm? Nhiếp Ly sửng sốt. Thông thường mệnh hồn đều là vô sắc, kể cả kiếp trước Nhiếp Ly, mệnh hồn cũng là vô sắc, nhưng kiếp này ngưng tụ ra mệnh hồn lại là màu đỏ thẫm. Tuy nhiên một lúc sau, Nhiếp Ly đã không còn kịp suy tư về màu sắc mệnh hồn. Người bình thường ngưng tụ mệnh hồn xong sẽ thả lòng thư giãn, bởi lần thứ nhất ngưng tụ mệnh hồn rất nhiều người đầu óc như là muốn nổ tung, đâu còn dư thừa năng lực suy tư, cho nên tu bị họ là dừng lại ở cấp độ nhất mệnh cảnh sơ cấp nhất. Rất nhiều người không biết thời điểm này mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục mệnh hồn không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực, màu đỏ thẫm mệnh hồn không ngừng tăng lớn. Sau một lát, kích thước mệnh hồn này so với vừa mới sinh ra lớn hơn gấp 2-3 lần. Cảm giác được cường độ mênh mông mệnh hồn đạt tới trình độ thích hợp, nếu mà tiếp tục tăng lên, gần như đã muốn nứt ra. Nhiếp Ly mới là thở dài một hơi, toàn thân thả lỏng nhanh chóng. Nhưng nhìn đến mệnh hồn đỏ thẫm trong linh hồn hải, khóe miệng hắn mỉm cười. Không nói tới màu sắc mệnh hồn, trạng thái ngưng tụ mệnh hồn của hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới đỉnh phong,
ít nhất 60 người khác không phải phí thêm mấy tháng, thậm chí mấy năm đạt đến đỉnh phong. Về phần mệnh hồn màu đỏ, dù đã không biết suốt cuộc xảy ra nguyên nhân gì, nhưng Nghiệp Ly cảm giác được mệnh hồn màu đỏ so với mệnh hồn không màu phải cường đại hơn nhiều. Ý niệm trong mộng yểm yêu hồ thu hồi, Nghiệp Ly dò xét trong mộng yểm yêu hồ, rõ ràng là nhân họa đắc phúc, phát hiện bí mật ẩn núp trong mộng yểm yêu hồ. Đã đến thiên mệnh cảnh giới, Nghiệp Ly khống chế thiên đạo chi lực càng cường đại gấp mấy lần, đem hai viên long huyết yêu linh cưỡng ép. Dưới sự áp chế của thiên đạo chi lực, hai viên long huyết yêu linh rốt cuộc xung hợp với nhau, lập tức ở dưới đáy mộng yểm yêu hồ bạo phát ra ánh sáng nóng rực. Sau một lát, hào quang chậm rãi phai nhạt xuống, một viên yêu linh lặng lặng lơ lửng ở đáy mộng yểm yêu hồ. Thấy một màn như vậy, Nghiệp Ly không khỏi mỉm cười. Chẳng những tấn cấp đến nhất mệnh cảnh, còn xung hợp được một con long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính và là dị biến. Yêu linh này giá trị tuyệt đối liền thành. Yêu linh như vậy, Nghiệp Ly tuyệt đối không dám bán ra. Mình giờ đã đến thiên mệnh cảnh, trước tiên dung hợp con long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính này rồi hãng nói. Nghiệp Ly đã suy nghĩ minh bạch, quyết định để cho cố bối thu mua long huyết yêu linh bình thường phát triển tính, sau đó sau dung hợp long huyết yêu linh ưu tú cấp tính để bán. Thậm chí là bán đi một ít long huyết yêu linh trác tuyệt cấp phát triển tính cũng không việc gì. Cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa cũng không khiến cho các người khác chú ý. Về phần long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính, giữ lại cho người nhà dùng. Dù sao thứ này nếu đem đi bán sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nghiệp Ly đem viên long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính dưới đáy mộng hiệp yêu hồ lấy ra. Đây là một con thánh huyết rực sao. Loại sinh vật truyền thừa long huyết cũng tương đương thuần huyết. Khi trưởng thành, thánh huyết dược sao phi thường cường đại, có thể so với cường giả cấp vũ tông. Có chút đặc thù, riêng thánh huyết dược sao liền cường đại hơn. Nghiệp Ly dung hợp thánh huyết dược sao cùng thánh huyết dược sao thông thường có chỗ bất đồng. Thông thường trên người thánh huyết dược sao lần phía là màu đỏ nhạt, mà thánh huyết dược sao Nghiệp Ly dung hợp ra lần phía là màu vàng. Toàn thân gai nhọn dài trên sóng lưng, so với thánh huyết dược sao bình thường dáng vẻ hùng mãnh hơn nhiều. Hơn nữa trong cơ thể dũng mãnh, hai cỗ lực lượng cường đại dị thường. Thánh huyết dực dào là loại yêu linh phi hành. Hơn nữa ngoại trừ thân thể bên ngoài cực kỳ cường hãn, còn có thể phụt lên hơi thở của rồng. Đây là sinh vật đứng trên đỉnh cao đã lâu rồi, tính từ lúc dung hợp yêu linh thứ hai, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu dung hợp yêu linh thứ ba. Ánh mắt Nghiệp Ly đối với yêu linh phi thường kén chọn, đã dung hợp ảnh yêu cùng với hổ nhà gấu trúc. Yêu linh bình thường hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của hắn, nhưng còn thánh huyết dược sao này, hắn vô cùng hài lòng. Đây chính là long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển. Nghiệp Ly chậm rãi đem thánh huyết dược sao dung ngập trong linh hồn hải. Trong linh hồn hải, sợi dây leo kia chậm rãi kéo dài sang nhánh thứ ba, cùng với thánh huyết dược sao kết nối lại với nhau. Thời điểm dung hợp long huyết yêu linh, bình thường yêu linh sẽ là địa mệnh cảnh, cần phải từ từ dùng thiên đạo chi lực mà ân cần săn sóc mới có thể đạt đến thiên mệnh cảnh. Mà còn thánh huyết dược sao này khi dung hợp liền có thiên mệnh cảnh thực lực. Thực lực của nó cuối cùng là tầng thứ gì còn phải xem thực chiến mới rõ ràng. Chưa kể đến nhục thể nó phát ra hơi thở của rồng, có thể vượt cấp khiêu chiến cường địch. Hơn nữa thánh huyết dược lòng còn là rất nhiều chiến kích cường đại cần Nghiệp Ly chậm rãi lĩnh hội. Nếu người khác biết Nghiệp Ly dung hợp một con thánh huyết dược sao thần cấp tính phát triển, hơn nữa còn là dị biến, đoán chừng là phát sinh ghen ghét à. Nghiệp Ly phun một hơi dài, khóe miệng toát ra nụ cười vui mừng. Hắn kế tiếp muốn làm quen lực lượng thánh huyết dược sao. Bất quá Nghiệp Ly tạm thời không muốn dùng hợp yêu linh tu luyện chiến kỹ, phải tìm địa điểm thích hợp mới được. Một khi dung hợp thánh huyết dược sao, chỉ sợ ngôi nhà đều sập mất. Phải biết rằng thánh huyết dược sao là quái vật khổng lồ, thân cao 6-7 mét. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Nghiệp Ly ngoại trừ nghe bài giảng và tu luyện ra, sau khi trở về biệt viện là điên cuồng dung hợp yêu linh, mượn nhờ nhân lực cố bối thu mua một lượng lớn long huyết yêu linh bình thường tính phát triển, sau đó đem bán đi yêu linh hài lòng hoặc ưu tú cấp tính phát triển, thậm chí thỉnh thoảng xuất ra vài viên trác tuyệt cấp phát triển. Tài sản Nghiệp Ly điên cuồng tăng trưởng tới hơn 3 vạn linh thạch, biến thành 100.000 vạn linh thạch. Hơn nữa dung hợp ra 3 viên long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển, lén lút đưa 3 người Lục Phiêu, Tiêu Ngữ cùng cố bối. Lục Phiêu cùng cố bối là trực tiếp nhận. Tiểu Ngữ cự tuyệt nhiều lần, nhưng dưới yêu cầu của Nghiệp Ly miễn cưỡng thu vào.
Sau khi bọn họ dung hợp lòng huyết yêu linh thần cấp tính phát triển, nguyên một đám cũng ít xuất hiện, ít lộ diện bên ngoài điên cuồng bế quan tu luyện. Dù sao linh thạch đầy đủ, tu bị bọn hắn tăng rất nhanh. Tài sản nhiếp ly là vô cùng kinh người, có thể gọi là toàn bộ vũ thần tông gộp lại. Trừ khi một vài thái thượng trưởng lão, người bình thường không thể có số lượng linh thạch nhiều như nhiếp ly. Trong vũ thần tông một vài vị trưởng lão có thể nắm giữ mấy ngàn vạn linh thạch. Vì dù sao vũ thần tông nắm trong tay rất nhiều thần trì để cung ứng cho nhiều cường giả trong tông tu luyện. Trong khoảng thời gian này, cô mới giúp nhiếp ly buôn bán lòng huyết yêu linh. So với số lượng kinh người kia, rất nhiều đệ tử góp từng tí linh thạch để có thể mua lòng huyết yêu linh trên thị trường. Tài phú trong tay đám đệ tử trong tông đều chảy đến tay nhiếp ly, cho nên nhiếp ly mới có nhiều tiền như vậy. Chương 304, Tiếu Ngưng Nhi tới thăm. Rốt cuộc cũng đạt đến thiên mệnh cảnh, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn đem cảnh giới mình ẩn giấu, không muốn để người khác biết mình đạt đến thiên mệnh cảnh. Đang gió im sóng lặng, Nhiếp Ly không muốn phá trạng thái bình tĩnh trước mắt. Ngoài trừ thời gian đi học, thời gian còn lại Nhiếp Ly đều là không ngừng khổ tu, cảm thụ lực lượng biến hóa do dung hợp yêu linh mang đến. Nhất mệnh cảnh ở cấp độ này còn quá thấp, ít nhất phải đến nhị mệnh cảnh mới có thể có tư cách bước ra đại thế giới. Đã đến thiên mệnh cảnh, có đầy đủ linh thạch, tiến độ tu luyện tăng nhanh, tu bị nhấp ly mỗi ngày điên cuồng tăng trưởng. Hôm nay, trời trong nắng ấm, hoa tươi nở rộ. Nhấp ly giống như ngày thường, ở trong biệt viện tiêu ngữ mà tu luyện bỗng có bối hào hứng tới. Nhấp ly có tin tức đệ tử Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông tới. Nghe nói tất cả đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều là nữ, rất nhiều nữ đệ tử đẹp như tiên. Chúng ta mau tới xem. Cô bối nói xong ánh mắt thay đổi, trên mặt toát ra nụ cười hưng phấn. Nhiếp Ly suy tư, đệ tử Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông vào Thiên Linh Viện. Vừa nhắc tới Thiên Âm Thần Tông, Nhiếp Ly liền là nghĩ tới Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Không biết các nàng có hay không tới. Từ biệt đã hơn mấy tháng, Nhiếp Ly rất nhớ Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Chúng ta cũng mau đi xem. Nhiếp Ly gật gật đầu. Đệ tử Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông cách mỗi năm tới Vũ Thần Tông một lần. Ngoại trừ thiên tài tỷ thí, còn lại có nhu cầu muôn bán ít đồ. Thiên Âm Thần Tông sản xuất Thiên Âm Lộ là thánh phẩm để tăng tu vị. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khác nhau. Tông môn của Thiên Âm Thần Tông là từ trên xuống dưới đều là nữ. Chỉ có một số ít nữ đệ tử cùng với nam nhân bên ngoài tông kết thành đạo lữ, cho nên số lượng đệ tử còn lại trong môn phái vô cùng đoàn kết. Thực lực tông môn càng ngày càng mạnh, gần như ngang bằng Hỏa Thần Tông. Về phần Hỏa Thần Tông, những năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiêm nhiên trở thành một trong 6 đại thần tông đứng đầu. Cố bối vừa đi vừa nói. Nhấp đi cùng cố bối cùng kêu Lục Phiêu đi xem. Ba người cùng một chỗ tiến về chính điện Thiên Linh Viện. Tiêu Ngữ không biết đi đâu, bất quá Tiêu Ngữ thường xuyên bề bộn chuyện chính mình. Nhấp liều cùng với Lục Phiêu cũng không buồn kêu. Chính điện Thiên Linh Viện, người người tập hợp ở đây nhốn nháo hối hả. Ba người Nhiếp Ly căn bản là không thể lách vào. Nghe nói người Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đến, không biết vì mục đích gì, đệ tử từng phần viện đều chạy tới chính điện Thiên Linh Viện. Cô bối rất biết cách luồn lách mang Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tiến vào trong Thiên Linh Điện. Thấy là cô bối, những kẻ thủ vệ kia đều không cản trở. Những kẻ bên ngoài đều là đệ tử bình thường, thế ra đệ tử các đại thần tông, những thiên tài đều tụ họp bên trong thiên điện. Cô bối khẽ cười nói, trong thiên điện quả nhiên là rất nhiều người. Hàng năm vào thời điểm các đại thần tông trao đổi, các thế gia đệ tử của các đại thần tông, những thiên tài đệ tử cầm ra một ít đồ vật đấu giá. Ta đem 20 viên lòng huyết yêu linh trắc tuyệt cấp tính phát triển của người để đem bán, sử dụng tên giả toàn bộ đặt ở đấu giá đại hội. Cô bối nhỏ giọng, đây chính là cơ hội tốt. Nghe được cô bối nói, Nhiếp Ly không khỏi cười xác thực, lòng huyết yêu linh chắc tuyệt cấp tính phát triển cùng bình thường tính cấp phát triển là hàng không tốt lắm để bán ra, rất khó tìm được người mua trên thị trường, vì chúng quá trần quý sẽ khiến cho người ta chú ý, nhưng mà trong đấu giá hội để đấu giá cũng không quá làm nhiều người ta chú ý. Bất quá
Nghiệp Lý cũng không để trong lòng, mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm hai thân ảnh kia, không biết Tử Vân cùng Ngưng Nhi tới không. Trong thiên địa tổ chức ăn uống linh đình, các thế gia đệ tử Đại Thần Tông cùng với thiên tài cùng nhau hàn huyên. Trước lúc Lục Đại Thần Tông liên minh với nhau trong đại thế giới cùng Tam Đại Tà Tông tranh đoạt thần trì, vì để quan hệ các tông phái trong liên minh có thể duy trì, hậu bối các tông phái gặp gỡ trao đổi, cho tới khi tiến vào đại thế giới tránh tình trạng người một nhà đánh nhau. Cho nên hàng năm các Đại Thần Tông đều qua lại tổ chức giao lưu giữa các đệ tử. Trong một góc trong thiên điện, thân ảnh xinh đẹp đang lặng lặng ngồi, dung mạo nàng thanh lệ tựa như hoa sen mới nở, hấp dẫn nhiều đệ tử xung quanh chú ý, không khỏi âm thầm cảm thán một người con gái xinh đẹp. Ngưng Nhi, người nói Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tới không? Tiểu Tuyết đứng một bên hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Ngưng Nhi lắc đầu nhìn xung quanh tìm tòi thân ảnh Nhiếp Ly trong đám đệ tử. Từ tiểu lung linh thế giới ra, ba người Diệp Tử Vân, Tiểu Ngưng Nhi cùng Tiểu Tuyết chia tay Nhiếp Ly và Lục Phiêu tới Thiên Âm Thần Tông. Diệp Tử Vân cùng Tiểu Ngưng Nhi lập tức cho tông phái thấy thiên phú kinh người, cả hai được xưng là thế hệ song sinh tử tinh mới. Diệp Tử Vân được chọn tấn nhập bí cảnh trong Thiên Âm Thần Tông để tu luyện. Tiểu Ngưng Nhi theo sư phụ tu luyện đã đến ngũ mệnh cảnh. Nghe nói Thiên Âm Thần Tông tổ chức giao lưu giữa các đệ tử và cử người tới Vũ Thần Tông, nàng cũng Tiêu Tiết lập tức báo danh. Đáng tiếc là Diệp Tử Vân trong bí cảnh liên lạc không được, bằng không Diệp Tử Vân chắc chắn cũng đăng ký. Nàng mong mỏi tới Vũ Thần Tông là tìm Nhiếp Ly. Thiên Âm Thần Tông phái đệ tử Vũ Thần Tông tổng cộng hơn 200 người, tất cả là nữ đệ tử, có hơn nhiều người tướng mạo vô cùng xuất chúng, rất gây chú ý, nhất là các nam đệ tử Hòa Thần Tông. Tận mắt chứng kiến nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, một đám hai mắt tỏa sáng, mà Ngưng Nhi không thể nghi ngờ là người chói sáng trong tất cả nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông. Ngưng Nhi sư muội đang tìm ai? Một nữ đệ tử xinh đẹp mị hoặc đến cạnh Tiểu Ngưng Nhi ngồi xuống cười tủm tỉm. Chứng kiến diêm dúa nữ nhân này, Tiểu Tuyết tức giận. Trầm Linh, chúng ta đang tìm người nào liên quan gì tới ngươi? Trầm Linh nhẹ cười nói, làm sao không liên quan tới ta? Ngưng Nhi sư muội là một trong hai đệ tử nổi bật nhất tông môn, tuổi trẻ đã đạt đến ngũ mệnh cảnh, tương lai là con cưng Thiên Âm Thần Tông ta. Nếu Ngưng Nhi sư muội cảm thấy hứng thú đối với vị công tử nào, ta đương nhiên muốn tìm hiểu tuột cùng là ai có thể cướp trái tim tiền tử nhà ta, khiến nàng động lòng phàm. Biết đâu ta biết người đó thì sao? Tiểu Ngưng Nhi nhíu mày. Nàng không thích Trầm Linh, nhưng luận bối phận Trầm Linh là sư tỷ nàng, cho nên nàng dù không thích nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trầm sư tỷ đã phí tâm, người ta muốn tìm Trầm sư tỷ hiển nhiên không biết. Ai, vậy đáng tiếc ta còn tưởng rằng là Diệp công tử. Trầm Linh hé miệng cười. Tiểu Ngưng Nhi biết rõ Diệp công tử trong miệng Trầm Linh là ai, là Diệp Hiền của Hỏa Thần Tông, nghe nói con trai trưởng đệ nhất thế gia trong Hỏa Thần Tông, thiên phú vô cùng chắc tuyệt, 20 tuổi đã đến cửu mệnh cảnh, trùng kích thiên tinh cảnh. Không biết Trầm Linh nhận được gì từ Diệp Hiền bên cạnh tạng. Tiểu Ngưng Nhi há miệng ngậm miệng, đều là Diệp công tử. Nếu Trầm Linh cho rằng thân phận quyền thế Diệp Hiền có thể đả động nàng thì điều đó sai lầm. Những thứ đó nàng không đặt trong mắt. Lòng Tiểu Ngưng Nhi chỉ có một vị trí dành một người, chính là Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết tiếp tục nhìn quanh. Xa xa một thanh niên thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bên này. Xung quanh người thanh niên rất nhiều đệ tử đứng đầu Vũ Thần Tông cùng đệ tử đứng đầu Hỏa Thần Tông vây quanh. Hắn là người đứng đầu trong nhóm đệ tử thiên tài, cạnh có Lý Hành Vân, Mộ Dung Vũ, Long Vũ Âm đang đứng chung. Diệp Hiền huynh đối với thiếu nữ Thiên Âm Thần Tông tựa hồ rất hứng thú à. Mộ Dung Vũ tiến đến cạnh Diệp Hiền khẽ cười nói, dùng thân phận Diệp Hiền huynh còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Hiền lắc đầu, Mộ Dung huynh sai rồi, thế gian này mỗi người mỗi sở thích, có người yêu tài, có người háo sắc, nhưng nếu những nữ tử thô tục kiều lại có thể vào pháp nhãn của ta Diệp Hiền. À, chẳng lẽ Diệp Hiền huynh coi trọng nữ tử này? Thấy thật là ý chí sắt đá, Diệp Hiền huynh tuấn tú lịch sự như vậy đều không thể làm cho nàng động tâm. Mộ Dung Vũ kinh ngạc hướng nhìn thoáng qua, không biết là thiếu nữ nào trong những người kia. Nếu là tài sắc quyền thế đều không thể đả động, vậy chỉ còn một khả năng, chính là thân nhân thiếu nữ này không tầm thường. Ta nghe nàng là thiên tài mới nổi của Thiên Âm Thần Tông, tới từ tiểu linh lung thế giới, tuổi còn trẻ đã đạt đến ngũ mệnh cảnh, được xưng là một trong song tử tinh mới nổi của Thiên Âm Thần Tông. Tốc độ tu vị tăng lên làm người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa tại Thiên Âm Thần Tông rất có uy,
thực khó có thể tưởng tượng tuổi nàng còn rất nhỏ. Diệp Hiền sợ hãi thán, dù vậy nàng cũng không có bối cảnh. Tiểu linh lùng thế giới, lòng Mộ Dung Vũ dâng đến cảm giác không tốt. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Mộ Dung Vũ khẽ cười. Diệp Hiền lắc đầu, không được. Nàng là người rất có ý tứ, cùng nàng trò chuyện một câu cũng rất khó. Dọc con đường này ta thử qua vô số biện pháp. Diệp Hiền ngắm nhìn thiếu nữ nơi xa, có lẽ chính vì tính cách đó mới bộc phát kích thích trong lòng hắn, ý chí muốn chinh phục. Bởi bối cảnh Diệp Hiền, một ít đệ tử Vũ Tần Tông và Hỏa Thần Tông cũng không khỏi đưa ánh mắt liếc nhìn Tiếu Ngưng Nhi, hiếu kỳ xem đối phương là người như thế nào mà có thể khiến cho Diệp Hiền nhớ mãi không quên. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi cũng là không khỏi khen ngợi một tiếng, hảo một thiếu nữ sắc đẹp vô song. Bất quá bởi vì đối phương đã có mục tiêu của Diệp Hiền, tự nhiên bọn hắn cũng không dám làm bậy. Thiên Âm Thần Tông đều là nữ đệ tử, ngày thường trong tông tìm không ra nam nhân. Tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử đều chỉ là trong tông môn thanh tu, không có ra xa nhà. Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng nếu nguyện ý đi khỏi Thiên Âm Thần Tông cũng không khỏi bị ảnh hưởng tới tâm trí. Chỉ sợ Diệp Hiền không vào được pháp nhãn của nàng à. Đương nhiên tất cả bọn hắn chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên đứng lên, rời khỏi vị trí, mặt mờ lờ ra nụ cười sáng lạn, bộ dáng xinh đẹp chói mắt làm tất cả mọi người ngây ngất. Bọn hắn nghĩ không tới, thoạt nhìn có chút cào ngạo lạnh nhạt Tiếu Ngưng Nhi lại có thể tách ra nụ cười xinh đẹp đến vậy. Chương 305. Hỏa Thần Tông Diệp Thị. Nhìn thấy nụ cười của Tiếu Ngưng Nhi, trái tim trong lòng Diệp Hiền gần như vỡ vụn. Xa xa ánh mắt Diệp Ly rơi vào thân mình Tiếu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết. Ngưng Nhi so với trước xinh đẹp hơn nhiều. Tiếu Ngưng Nhi bước nhanh về phía Diệp Ly. Ngưng Nhi, Diệp Ly mỉm cười từ biệt đã mấy tháng, lòng Diệp Ly cũng thấy nhớ Ngưng Nhi. Trong hốc mắt Tiếu Ngưng Nhi xuất hiện tiền lệ quang, vài bước nữa là tới Diệp Ly. Thì nàng nan nhảy bổ vào lồng ngực Nhiếp Ly, cảm giác được hơi ấm trên thân thể Nhiếp Ly, nàng mới cảm thấy an tâm. Nhiếp Ly thoáng chốc giật mình không biết làm sao, vỗ vỗ bả vai Tiếu Ngưng Nhi hỏi: ở Thiên Âm Thần Tông có người nào khi dễ ngươi không? Nếu là ai khi dễ ngươi ta trừng trị họ giúp ngươi. Không có. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Khoảng thời gian này bên trong Thiên Âm Thần Tông, nội tâm nàng rất nhớ Nhiếp Ly. Chứng kiến Nhiếp Ly vẫn khỏe mạnh, nội tâm nàng phi thường vui vẻ. Các người sống tại Vũ Thần Tông thế nào? Rất tốt. Nhiếp Ly mỉm cười, thật ra cũng không có tốt như lời hắn nói. Có tốt có xấu, bất quá đối với kiếp trước thập tử nhất sinh, cuộc sống tại Vũ Thần Tông chẳng qua là vài cái cuộc chơi nhỏ so với trước, nhiều năm chỉ là con nít đánh nhau. Tiếu Ngưng Nhi đích thực mỹ lệ, làm cho các nữ nhân bên trong thiền điện ganh tị. Một thân quần áo trắng xinh, xinh đẹp động lòng người. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi mặc kệ xung quanh, mọi người nhìn vẫn là vô tư trò chuyện. Bọn họ không biết lúc này xung quanh nhìn họ bằng cặp mắt phức tạp. Thiếu Liên kia là ai vậy? Người không biết, là thiên tài chói mắt nhất mới nổi trong Vũ Thần Tông chúng ta. Hắn đem lòng vũ âm mà giáo huấn. Hiện tại nàng đều nghe lời hắn, hắn tên Nhiếp Ly. Nguyên lai là hắn. Mới bắt đầu Tiếu Ngưng Nhi đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người. Nàng tựa như lữ thần, khiến mọi người không dám tới gần. Thế nhưng hiện tại mọi người lại phát hiện ra, nguyên lai nàng là hoa có chủ, hơn nữa còn là Nhiếp Ly. Thân sắc mọi người trong đại sảnh lúc này khác nhau. Mặt lòng vũ âm nhìn thân mình, Tiếu Ngưng Nhi không thể phủ nhận. Bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi cao quý tốt đẹp, khiến cho nàng không khỏi vài phần tự ti mặc cảm. Người thiếu nữ này liên hệ thế nào với Nhiếp Ly, không biết vì điều gì lòng nàng có cảm giác bực bội, nắm một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Hành Vân thấy vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiếp Ly và hắn giao dịch không ít thứ, tăng cường thực lực của hắn nên rất nhiều. Hiện tại hắn càng ngày càng xem trọng mối hợp tác với Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly có năng lực như vậy, bên người hắn tồn tại một hai cô gái xinh đẹp cũng không phải quái sự. Lại là Nhiếp Ly, mắt Mộ Dung Vũ có chút tế mị, nghĩ không tới chỗ này gặp Nhiếp Ly thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ở nơi như vậy, khả năng muốn chèn ép Nhiếp Ly là không lớn. Lúc trước nghe nói Tiếu Ngưng Nhi cũng tới từ Tiểu Linh Lung thế giới, hắn đang ngờ ngợ, nghĩ không tới Tiếu Ngưng Nhi thật là nữ nhân của Nhiếp Ly. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi nằm trong lòng ngực của Nhiếp Ly, Diệp Hiên cười khổ cuống quýt. Khó trách dọc đường này Tiếu Ngưng Nhi không nhìn thấy hắn một lần, nguyên ai Tiếu Ngưng Nhi là có người trong mộng.
Diệp Hiền sư huynh, Tiêu Ngưng Nhi sớm là hòa có chủ. Mộ Dung Vũ cười nhạt nhìn phía Diệp Hiền. Đã như vậy thì quên đi. Diệp Hiền thở dài một cái nói, tuy hắn ái mộ Tiêu Ngưng Nhi, chỉ mới là ngưỡng mộ trong thời gian ngắn chưa sâu đậm. Nếu nàng là có người chồng, tim hắn có thể thối lui. Diệp Hiền huynh tựa hồ không tự tin thì phải. Nhấp Nhi kia tới thiên mệnh cảnh còn chưa tới, bối cảnh không có gì lôi bật, chỉ đang sử dụng cái miệng bà hoa lừa gạt tiểu cô nương có chút thiếu kinh nghiệm. Diệp Hiền huynh có gì mặt chưa dày đã vội rút lui. Mộ Dung Vũ cười cười, hả, thiên mệnh cảnh còn chưa đạt? Diệp Hiền nghi hoặc, một thiếu niên như vậy tuột cùng sao có thể có Tiếu Ngưng Nhi nữ thần ái mộ? Nhiệm Nhi rõ ràng là không xứng với Tiếu Ngưng Nhi. Dù là lúc này cảm giác được ánh mắt khác thường xung quanh, Nhiệm Nhi vẫn giả vờ hồn nhiên không thèm để ý. Trong mắt Nhiệm Nhi, bọn hắn chỉ là đám người qua đường mà thôi. Bên cạnh Tiểu Tuyết đang răng dạy Lục Phiêu, Nhiệm Nhi không khỏi mỉm cười. Hai oan gia này lại đụng nhau. Cái này là bằng hữu của ta, cố bối. Nhiệm Nhi giới thiệu cho Tiếu Ngưng Nhi. Chị dâu, chào ngươi cố bối, hắc hắc cười. Nghe cố bối nói, Tiếu Ngưng Nhi mặt mày đỏ lên, đôi má ửng hồng, ngượng nhìn Nhiếp Ly nhẹ giọng đáp, chào huynh. Cô ấy hoảng hốt xem ra cũng có một ít sự tình rồi. Một đám người hướng về cái bàn trống đi tới. Tử Vân nàng sao không có tới? Nhiếp Ly nhỏ giọng hỏi Tiếu Ngưng Nhi. Tử Vân nàng đang trong bí cảnh tại Thiên Âm Thần Tông tu luyện, lần này ta không có biện pháp liên lạc cùng với nàng, Tiếu Ngưng Nhi giải thích. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xưa, không biết Tử Vân vào bí cảnh gì, tình hình gần đây thế nào. Đúng lúc này Lý Hành Vân hướng đám người Nhiếp Ly đi đến. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly hỏi, ta có thể ngồi bên này không? Có thể, Nhiếp Ly cười. Cô ấy cùng Lý Hành Vân nhìn nhau, cùng chào hỏi, cả hai đều nghe tiếng đối phương nhưng chưa từng tiếp xúc là lần đầu gặp. Chúng ta có thể ngồi chỗ này. Diệp Hiền cùng Mộ Dung Vũ đi tới. Diệp Hiền chỉ vào bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi cười hỏi. Thấy Diệp Hiền, Tiếu Ngưng Nhi nhíu mày. Sau con đường này Diệp Hiền nhiều lần tìm cách tiếp xúc nàng, nàng không để ý đến. Nàng đủ thông minh để hiểu Diệp Hiền có ý đồ. Bất quá Diệp Hiền cũng coi như là có chút lịch sự nhỏ nhã lễ độ, không quá thất lễ. Thế nên là nàng đối với Diệp Hiền không có ác cảm. Chỉ là Diệp Hiền đột ngột đến ngồi, nàng lo lắng Nhiếp Ly có chỗ hiểu lầm. Vị trí này ta ngồi. Tiêu Tuyết tới cạnh Tiếu Ngưng Nhi ngồi xuống. Tiêu Ngưng Nhi cảm kích nhìn qua Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết mỉm cười, hai nàng cùng nhau tới Vũ Thần Tông. Nàng là hiểu tâm tư Tiếu Ngưng Nhi nhất. Như vậy chúng ta ngồi bên này. Diệp Hiên dừng một chút cùng Mộ Dung Vũ ngồi tại vị trí đối diện. Cô bối đang chuẩn bị ngồi cạnh Nhiếp Ly thì Long Vũ Âm ngồi xuống trước. Cô bối hơi sững sờ cười khổ, chỉ có thể đổi chỗ. Long Vũ Âm nổi danh là cọp cái, hắn cũng không dám tùy trêu chọc. Toàn bộ thiên điện vô cùng náo nhiệt, đệ tử Tam Đại Thần Tông bàn tán phiếm luận, trao đổi võ đạo càng nhiệt. Đương nhiên trong đó tránh không được một ít sao thủ Nhiếp Ly bọn họ. Sau khi ngồi xuống liền không ai tiếp tục chú ý. Tiểu Ngưng Nhi nhìn Long Vũ Âm bên cạnh, nội tâm tự hỏi Long Vũ Âm rốt cuộc là ai. Hôm nay yến hội này là do cấp cao Tam Đại Thần Tông tổ chức để chúng ta biết nhau, về sau nếu có tiến vào đại thế giới cũng giúp nhau, cũng như thế chiếu ứng lẫn nhau. Ta Diệp Hiền trước kính chư vị một ly, hôm nay tất cả mọi người đều là bằng hữu. Diệp Hiền nhẹ hữu lễ khí độ hơn người giờ chén rượu lên. Sau khi Diệp Hiền giờ chén rượu, tất cả mọi người quét qua nhìn hắn, y như cũ tiếp tục nói chuyện phiếm không thèm để ý. Cái này làm cho Diệp Hiền xấu hổ. Trong cái bàn này, Lý Hành Vân, Lòng Vũ Âm hay Cố Bối đều không đem Diệp Hiền để vào mắt. Nhiếp Ly và Tiếu Ngưng Nhi tiếp tục trò chuyện, không để ý Diệp Hiền nói gì. Về phần Tiêu Tuyết cùng Lực Phiêu, hai người dù là cá nhau nhưng cũng là hôn phu của nhau nên rất tình tứ. Mộ Dung Vũ khóe miệng toát ra lụ tia cười tươi. Hắn là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Diệp Hiền cùng Nhiếp Ly. Giơ rượu lên nhìn Nhiếp Ly nói, trước kia tại Quỷ Khư chi địa, bởi không biết Nhiếp Ly sư đệ cho nên đắc tội, kính xin Nhiếp Ly sư đệ rộng lòng tha thứ. Nghe lời Mộ Dung Vũ, con mắt Nhiếp Ly có chút híp lại, không có đề cập tới chuyện tình Quỷ Khư chi địa. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại nói trước. Chứng kiến nụ cười của Mộ Dung Vũ, rõ ràng cái này không phải xin lỗi mà là khiêu khích. Sắc mặt Lục Phiêu và Cố Bối đều không tốt lắm. Bọn hắn biết rõ ngày đó tại Quỷ Khư chi địa xảy ra chuyện gì. Mộ Dung sư huynh cứ nói đùa. Nhiếp Ly gương mặt bình thản, hắn sẽ không dễ dàng bị Mộ Dung Vũ chọc giận. Mộ Dung Vũ sư huynh thân là thiên mệnh cảnh ngũ phẩm, là tiền bối, luận bàn một chút ta cầu còn không được. Lần sau hy vọng có thể bên trong Quỷ Khư chi địa gặp lại sư huynh. Lời anh Nhiếp Ly chính là khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nói, đó là đương nhiên, tùy thời xin đợi. Nhiếp Ly lúc này còn muốn bị hành hạ nữa sao? Lý Hành Vân một bên lúc này lười biếng nói, Mộ Dung Vũ, ngươi khiêu chiến ta nhiều lần như vậy, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi sớm bị ta phế đi không biết bao lần.
Nhớ do lần trước ta bảo người nếu đụng phải ta cút xa một chút, ngươi tựa hồ quen rồi, rõ ràng còn dám xuất hiện trước mặt ta. Thanh âm Mộ Dung Vũ chậm lại. Lần trước Mộ Dung Vũ khiêu chiến Lý Hành Vân cũng nhiều lần như vậy, không thể là đối thủ của Lý Hành Vân. Hắn có thể trầm chọc Nhiếp Ly, nhưng trước mặt Lý Hành Vân liền là không thể ngẩng đầu. Diệp Hiên lại cười. Vị này chính là Hành Vân huynh, ta thường xuyên nghe gia phụ nói về người. Hòa Thần Tông Diệp thị chúng ta cùng với Thương Viêm thế gia của Vũ Thần Tông cũng có thể gọi là biết nhau. Nghe Diệp Hiên nói Lý Hành Vân nội tâm rung mình. Nguyên này là người của Hòa Thần Tông Diệp thị. Trong Hòa Thần Tông, gia tộc Diệp thị cũng là một con quái vật khổng lồ, lắm giữ 6 thành thế lực bên trong. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lý Hành Vân ngón tay đập bàn nhàn nhạt hỏi. Diệp Hiên có chút ngạo nghễ nói. Nội tâm đã minh bạch, người Diệp thị hắn ít khi nghe qua. Diệp Hiên này cũng là một trong dòng chính Diệp thị gia tộc, thân phận địa vị cơ bản không phải Lý Hành Vân có thể so sánh. Đương nhiên trong Vũ Thần Tông, Lý Hành Vân là không sợ Diệp Hiên, nhưng khí thế trước mắt đã bị ép đi một ít rồi. Chương 306, Lòng Thiên Minh. Chứng kiến nét mặt Lý Hành Vân, Nhiếp Ly cảm giác thân phận Diệp Hiên không đơn giản. Đối với Hỏa Thần Tông Diệp thị, Nhiếp Ly có biết một chút thông tin. Diệp Hiên là dòng chính Hỏa Thần Tông, thân phận xác thực phi phàm. Diệp Hiên vẻn vẹn chỉ là còn một trai trưởng trong gia tộc mà thôi, thậm chí không phải là người kế thừa Diệp thị. Cũng may là Diệp Hiên thoạt nhìn không giống như Mộ Dung Vũ, loại người này không trường mực. Chỉ cần là Diệp Hiên không chủ động khiêu khích, Nhiếp Ly hắn cũng chính là nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại Nhiếp Ly mượn nhờ Vũ Thần Tông che chở, trong Vũ Thần Tông có đầy đủ không gian ẩn trốn, tạm thời chưa có người nào uy hiếp được mình. Tương lai thực lực phát triển lên, Diệp Hiên và hắn sẽ hoàn toàn không phải một tầng thứ. Sau khi Diệp Hiên tự giới thiệu, chỉ có Lý Hành Vân là thần sắc thoáng khác thường, những người khác như cũ làm theo ý mình không quan tâm. Thực tế để Diệp Hiên chú ý, Tiếu Ngưng Nghi hoàn toàn không nhìn hắn, vẫn cùng Nhiếp Ly trò chuyện cùng nhau, nụ cười hạnh phúc. Diệp Hiên có chút không được tự nhiên. Diệp Hiên cảm nhận tiếc hận cho Tiếu Ngưng Nghi. Lục đại thần tông tại Long Khư giới vực cơ bản đều là gia thế cầm quyền, có thế gia làm chỗ dựa mới có thể quật khởi thành đại thụ. Tiếu Ngưng Nghi theo Nhiếp Ly sao có tiền đồ, thiếu nữ luôn bị dễ dàng tình yêu làm cho mê muội đầu óc. Nhưng mà Diệp Hiên tiếc nuối đó là việc của hắn, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận Tiếu Ngưng Nghi, thậm chí cải biến thái độ Tiếu Ngưng Nghi này là điều bất đắc dĩ. Các người muốn lưu lại Vũ Thần Tông ở vài ngày, Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nghi hỏi. Ngưng Nghi ngồi cạnh, một cái cỗ mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt làm người ta vui vẻ thoải mái. Chúng ta sẽ lưu lại 2 ngày. Tiếu Ngưng Nghi ngồi gần Nhiếp Ly, khuôn mặt nàng không khỏi ửng đỏ, nàng rất ưa thích cái loại cảm giác này. Tối nay người đi với ta ra đây. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, thời gian 2 ngày vậy là đủ. Mặt Tiếu Ngưng Nghi hồng tới gần cổ, thanh âm nhẹ tới cơ hồ nghe không được, đôi má như là uống rượu say vậy. Ta làm ra một cái thần cấp tính phát triển lòng huyết yêu linh cho người dung hợp. Nhiếp Ly mỉm cười. Thời gian nhiều như vậy đủ để hắn dung hợp ra thần cấp phát triển tính lòng huyết yêu linh rồi. Người này Nhiếp Ly là ý thứ này mà không phải. Tiếu Ngưng Nghi lúc này mới biết mình nghĩ sai, mắc cỡ hận không thể tìm được địa phương để chui vào. Nhiếp Ly rất xấu rồi, nói chuyện chỉ có nói một lửa. Tiếu Ngưng Nghi từ thái e lệ làm người xung quanh ngẩn ngơ không thể không nói. Tiếu Ngưng Nghi thật đẹp, người người phải ghé mắt nhìn. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nghi bộ dáng thong thân mật, nội tâm Long Vũ Âm có chút phẫn uất, thế nhưng nàng không phải là người dễ nói chuyện, vì vậy chỉ còn một mực buồn bực không lên tiếng. Tuy rằng khoảng thời gian này một mực bị Nhiếp Ly giằn dậy, đôi khi còn bị Nhiếp Ly đánh cho một trận, thế nhưng nàng dần thích cảm giác như vậy. Đương nhiên nàng cũng không phải là ưa thích bị đánh, mà là có một người như vậy trở thành phương hướng của nàng, mục tiêu của nàng, tựa như là đạo sư chỉ điểm nàng, để nàng không có cảm giác mê mang, không cảm thấy cô độc. Thế nhưng khi nàng phát hiện ra cạnh Nhiếp Ly có thiếu nữ mỹ lệ như vậy, cùng Nhiếp Ly quan hệ thân mật, nàng bỗng sinh ra nghi vấn. Đến cùng, nàng là thế nào của Nhiếp Ly đây? Có lẽ trong lòng Nhiếp Ly chỉ là muốn hóa giải cừu hận giữa nàng cùng Ứng Nguyệt Như mà chỉ điểm cho nàng mà thôi.
Nàng không có vị trí trong tim Nhiếp Ly. Lần thứ nhất Long Vũ Âm sinh ra cảm xúc phức tạp như vậy. Cũng may Tiểu Ngư Nhi là người Thiên Âm Thần Tông, hai ngày sau sẽ trở về tông môn. Ngư Nhi, ngươi có chuyện khúc mắc à? Nhiếp Ly nghi ngờ nhìn Tiểu Ngư Nhi, phát hiện ra đầu của Tiểu Ngư Nhi gục thấp đến ngực, nội tâm kinh ngạc, thậm chí hỏi Ngư Nhi cũng không có trả lời. Ừ, Tiểu Ngư Nhi nhẹ giọng đáp một tiếng, vì trong suy nghĩ nàng, Nhiếp Ly là người trọng yếu nhất. Mặc kệ Nhiếp Ly yêu cầu gì với nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng Nhiếp Ly hắn không hiểu tâm ý mình sao? Tiểu Ngư Nhi có chút ai oán. Trong thiên điện thiên tài, tất cả đệ tử là tụ về đúng chỗ này. Trong thiên điện đột nhiên là ồn ào, một thanh niên mặc ngân bào trường bào tới. Xuất khí oai hùng, bộ pháp trầm ổn, những thiên tài đang đứng đối với hắn chỉ như bầy gà. Không ngờ là Long Thiên Minh cũng tới. Nguyên nhân mọi người ồn ào náo động là vì thần phận Long Thiên Minh cực kỳ đặc thù, bình thường đều dốc lòng tu luyện, ít khi xuất hiện. Phải biết rằng hắn là người kế thừa thứ nhất Long Ấn Thế Gia, là người được đề cử cho vị trí tông chủ tiếp theo, không ai có thể cạnh tranh. Long Thiên Minh chậm rãi đi tới, lưu quang vận chuyển xung quanh, khí tức truyền thần tự thành một mạch, dẫn dắt hơi thở tất cả mọi người. Tất cả mọi người là không tự chủ được bị ảnh hưởng tới hắn. Long Thiên Minh 26 tuổi, đạt đến thiên tinh cảnh cửu tinh cấp, là một trong mấy cái thiên tài chói mắt của Vũ Thần Tông. Ánh mắt Long Thiên Minh đảo qua mọi người, rơi trên người Diệp Hiên, mỉm cười nhìn phía Diệp Hiên nói: Diệp Hiên huynh đệ cũng tới. Thế Long Thiên Minh trước tiên tới chỗ mình, Diệp Hiên lập tức cảm giác kiêu ngạo cũng cùng tự hào, đứng chắp tay nói: Long huynh, từ khi chia tay tới giờ không vấn đề chứ? Diệp Hiên mặc dù là dòng chính Diệp Thị, nhưng suy cho cùng chưa có xác định được thân phận người kế thừa, tranh đoạt vị trí người kế thừa. Diệp Hiên vẫn còn vài người, so với Long Thiên Minh càng không giống, chẳng những là người thế cửa thứ nhất, kế thừa thứ nhất của Long Ấn Thế Gia, tương lai còn có thể trở thành tông chủ của Vũ Thần Tông. Lần trước từ biệt cũng đã gần 3 năm, đã lâu không gặp, Diệp Huyên huynh đệ, tu vị tăng lên không ít. Long Thiên Minh khẽ mỉm cười: Long huynh quá khen, Long huynh tu vị mới làm người ta theo không kịp. Diệp Hiên rất xấu hổ. Diệp Hiên cười khổ, cách 3 năm hắn cảm giác thực lực Long Thiên Minh đã là đến trình độ kinh người, quả thực hắn chỉ có thể nhìn lên. Ngoại trừ tu vị, Long Thiên Minh còn dung hợp yêu linh gì vẫn là bí mật. Ngoại giới có suy đoán Long Thiên Minh chính là hậu bối Vũ Thần Tông, có thể dung hợp yêu linh thần cấp phát triển tính Long huyết yêu linh. Dù sao thiên phú Long Thiên Minh như vậy, thân phận như vậy, cao tầng của Vũ Thần Tông tuyệt đối là phân phối cho hắn thần cấp phát triển tính Long huyết yêu linh. Long Thiên Minh cười cười, mắt rơi vào trên người Long Vũ Âm mỉm cười: Nguyên lai Đường muội cũng ở đây. Thế Long Thiên Minh, Long Vũ Âm hừ một tiếng quay đầu đi, hoàn toàn không có để cho Long Thiên Minh mặt mũi. Long Thiên Minh cười cười lờ đánh, rất có khí độ, ánh mắt đảo qua mọi người, kể cả Lý Hạnh Vân, Tiểu Ngưng Nhi vân vân. Về phần Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu hắn hoàn toàn không biết, chẳng qua khẽ quét mắt mà thôi. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu trên người tản mát ra khí tức cấp độ quá thấp, hắn thậm chí ngay cả hỏi tên cũng lười. Ánh mắt chuyển tới trên người Diệp Hiên nói: Xem ra Diệp huynh còn muốn cùng bằng hữu lưu lại, hai ngày này nếu có thời gian rảnh thì tới chỗ ta thưởng trà, hiện tại ta gặp một lần bằng hữu cũ. Được, nhất định. Long huynh cứ làm việc của mình trước, Diệp Hiên khách khí nói. Long Thiên Minh quay người ly khai, ánh mắt Nhiếp Ly thầm sâu nhìn qua bóng lưng Long Thiên Minh. Kiếp trước tại Vũ Thần Tông một đoạn thời gian lâu như vậy, hắn đương nhiên biết qua Long Thiên Minh. Kiếp trước, ngoài việc Long Vũ Âm cùng một số người Long Ấn Thế Gia bức tử sư phụ, Vũ Thần Tông xảy ra nhiều chuyện khác. Đã trải qua hết thời tất cả, Nhiếp Ly kinh ngạc phát hiện một loạt sự kiện, cuối cùng người đắc lợi là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đảm nhiệm vị trí Vũ Thần Tông tổng chủ một đoạn thời gian, đã được tư cách tiến về thiên thần thổ địa. Về sau hắn đi, toàn bộ Vũ Thần Tông liền tan rã. Kiếp trước tại Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly dù sao là một người tới từ bên ngoài, đối với nội bộ Vũ Thần Tông đấu tranh cũng như sương mù nhìn không ra, nhưng mà Long Thiên Minh là người duy nhất đắc lợi. Về sau Nhiếp Ly mới rõ ràng, không thể không nói Long Thiên Minh là người có tâm cơ rất sâu. Long Thiên Minh đi về phía Thiên Âm Thần Tông, cùng những người Hỏa Thần Tông nói chuyện với nhau, cùng ăn uống linh đình. Long Thiên Minh cười nhẹ nhàng, lộ ra thành thạo. Long Thiên Minh không thể nghi ngờ là chói sáng, bị vây quanh bởi những thiếu nữ xinh đẹp tại Thiên Âm Thần Tông, tiến tới đứng cạnh Long Thiên Minh, cười sáng lạn, quyến rũ liên tiếp hướng Long Thiên Minh đưa mắt rắn. Bất quá Long Thiên Minh hoàn toàn như không thấy, lễ phép mỉm cười, bộ dáng hoàn toàn không gần nữ sắc. Nhiếp Ly nhìn lướt qua,
tư thái ung dung của Long Thiên Minh. Nếu như đụng với Long Thiên Minh đoán chừng sẽ là đối thủ khó chơi, hy vọng không phải địch nhân. Nhâm Đi thầm nghĩ, bất quá đoán chừng Long Thiên Minh tạm thời không để hắn vào trong mắt. Trên mặt Diệp Hiên mang nụ cười, tại vị trí ngồi Long Thiên Minh đối với hắn lễ độ như thế làm hắn vài phần ngạo nghễ. Bên trong Vũ Thần Tông ngay cả Lý Hành Vân cũng không được lọt vào mắt Long Thiên Minh. Lý Hành Vân buồn buồn uống một ngụm rượu, khinh thường nhếch miệng. Từ thần thái Lý Hành Vân nhìn sang Lý Hành Vân đối với Long Thiên Minh có chút bất hòa. Thế nhưng thực lực trước mắt Lý Hành Vân so sánh với Long Thiên Minh quá kém. Lý Hành Vân rào dù rộng rãi, tại Vũ Thần Tông tụ tập được một cỗ thế lực. Thế nhưng mà lực lượng này so sánh với thủ hạ Long Thiên Minh đang nắm giữ thì kém rất nhiều. Nhấp Ni cười nhạt nói, nghe nói lát nữa là đấu giá một ít bảo vật Tam Đại Thần Tông, không biết có đồ vật gì làm người ta cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đấu giá Tam Đại Thần Tông đều xuất ra một ít đồ vật hiếm có đấu giá để các thiên tài Đại Thần Tông không hứng thú tham gia. Lý Hành Vân bởi vì Long Thiên Minh xuất hiện mà thoáng u ám, nhưng sau đó khôi phục tâm tình hướng Nhấp Ni giải thích. Chẳng lẽ Nhiếp Ly sư đệ cũng cảm thấy hứng thú tới buổi bán đấu giá bảo vật? Mỗi lần đấu giá hội xác thực có một ít điểm hiếm có, nhưng những vật kia muốn lấy vào cũng mất mấy nghìn linh thạch, cái đắt là mấy vạn linh thạch. Mộ Dung Vũ bên cạnh chèn miệng nói, à như vậy ta chỉ là xem hết một chút đi. Nhiếp Ly suy nghĩ nói, khóe miệng Mộ Dung Vũ nhếch lên toát ra tia đùa cợt. Nhiếp Ly nghèo kiết sát còn muốn tham dự cạnh tranh, thực sự là không biết trời cao đất dày. Lý Hành Vân có vài phần buồn cười nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tiểu tử này rõ ràng là nghiêm túc đối ứng lời của Mộ Dung Vũ. Hắn dù không biết Nhiếp Ly rốt cuộc có bao tài phú, nhưng theo quan sát hắn đối với Nhiếp Ly, trong tay Nhiếp Ly tối thiểu là cũng mấy trăm ngàn linh thạch à. Chương 307, Thánh tử, Thánh nữ. Lý Hành Vân không biết Nhiếp Ly đuốn đến tuột cùng là có dùng thủ đoạn nào lấy được nhiều yêu linh đẳng cấp cao tới vậy. Bất kể thần cấp yêu linh bình thường hay ưu tú lòng huyết yêu linh đều là phi thường khó thấy. Từ sau khi có cao đẳng yêu linh này, thực lực trong tay Lý Hành Vân quả nhiên tăng lên không ít. Những điều này là nhờ Nhiếp Ly mang tới. Đối với Nhiếp Ly, Lý Hành Vân không có tiếp tục cư xử giống trước, mà hiện tại xem như ngang hàng để đối đãi. Mộ Dung Vũ đối với Nhiếp Ly khinh miệt, chỉ sợ chẳng mấy chốc bị giáo huấn, đôi khi không nhìn người qua được bên ngoài. Bên cạnh Diệp Hiên mỉm cười nói, lúc này đấu giá rất nhiều thứ là thánh phẩm tu luyện, ví như Thiên Âm Thần Tông âm lộ, chắc hẳn nhiều người không muốn bỏ qua. Diệp Hiên vẫn có không ít gia sản, đồng thời lòng Diệp Hiên vẫn có chút tự ngạo. Trên con đường tu luyện, tài nguyên là vô cùng trọng yếu. Thân là Hòa Thần Tông dòng chính Diệp Thị, Diệp Hiên có được tài nguyên tu luyện mà thường nhân hoàn toàn không có cách nào có. Cô bối làm như không nghe thấy nói, Thiên Âm lộ tuy tốt nhưng cũng không phải vật áp trục. Không biết năm nay áp trục là gì. Nghe lời cô ấy nói, kể cả Diệp Hiền biểu lộ cũng ngẩn người. Năm trước áp trục là một tam phẩm linh thú Lưu Vân Hạc, giá cả đặt hơn 60 vạn linh thạch. Hơn 6 vạn linh thạch, loại đồ vật áp trục như thế e rằng chỉ có những người như Long Thiên Minh mới có tư cách tham dự tranh đoạt. Hậu bối tất cả đại thế gia của Lục Đại Thần Tông đối với nhau luôn không ngừng canh đùa. Đứng đầu là Long Thiên Minh, là người kế thừa hợp pháp nhất, thậm chí là ứng cử viên hàng đầu trong số những người cạnh tranh chức tông chủ. Cho dù cạnh tranh thất bại, bên trong các cao tầng không ít người ủng hộ. Đối với người bình thường mà nói, Long Thiên Minh chính là tồn tại đỉnh phong. Tiếp theo là Diệp Hiên, Long Vũ Âm, Lý Hành Vân, tất cả đều là dòng chính đại thế gia, đồng thời là thiên tài siêu cấp. Đối với tất cả đại thế gia mà nói, đều là lực lượng trung kiên không thể thiếu, hoàn toàn có thể trở mình sát nhập vào hàng ngũ như Long Thiên Minh. Tiếp theo là thiên tài tới từ tiểu thế giới, các đại thành trì. Những thiên tài này muốn tại trong Vũ Thần Tông tự tạo thế lực vốn là phi thường khó khăn. Bọn người Diệp Hiên, Long Vũ Âm, Lý Hành Vân cùng với Long Thiên Minh kém nhau một tầng, muốn được Long Thiên Minh để vào mắt là rất khó. Về phần Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu có thể ngồi chỗ thiên điện đã xem như rất tốt, còn muốn được sự tôn trọng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Đối với lời của Diệp Hiền, Nhiếp Ly hiển nhiên xem như không có nghe thấy. Ăn uống linh đình, sau đó nhân vật đứng đầu Long Thiên Minh, Vũ Thần Tông, Hỏa Thần Tông cùng với Thiên Âm Thần Tông cùng ngồi vào bàn. Bọn họ tại thiên điện không nghi ngờ nó có được khí chàng cường đại nhất. Người cạnh nói chuyện họ là rất cẩn thận trọng. Nhìn kiểu đó phải là Thánh Lữ Thiên Âm Thần Tông chúng ta,
minh nguyệt vô song. Tiểu Ngưng Nhi kéo áo Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly nhìn theo cái ánh mắt Tiểu Ngưng Nhi hướng phía xa nhìn, lại là một cô gái xinh đẹp tựa như trăng sáng, đại khái 26-27 tuổi, phong hoa tuyệt đại. Mỗi một cái phất tay đều có một loại khí chất cao quý, bộ quần áo tựa như lụa mỏng, mơ hồ thấy được phong thái thành tào thoát tục. Nàng hai chân trần trụi, trên mắt cá chân đeo một cái chuỗi chuông bạc, mỗi bước đi là kèm theo một tiếng chuông thanh thúy. Thiên kiếm thánh nữ minh nguyệt vô song, đúng là nàng. Nhiếp Ly vốn là không có quen biết đối phương, mà là kiếp trước nghe qua thành danh của nàng. Minh Nguyệt Vô Song có thể xếp hạng thứ 10 của cả Long Khư giới vực cường giả, là nhân vật đỉnh trong Lục Đại Thần Tông. Lục Đại Thần Tông thiên tài xuất hiện trong trăm năm không ít, nhưng Minh Nguyệt Vô Song không thể nghi ngờ là một trong số thiên tài chói mắt nhất. Nhâm Ni cũng nghe qua truyền thuyết về Minh Nguyệt Vô Song, từng là một người giết đến tận Yêu Thần Tông. Tuy bị thương quay về, nhưng vẫn chém giết hai siêu cấp cường giả Yêu Thần Tông, quả thực vô cùng khí phách. Khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả làm cho người nghe khiếp đảm lại là nữ tử mỹ lệ như thế. Còn kia là Hỏa Thần Tông Viêm Dương. Tiểu Ngưng Nhi chỉ sang hướng khác. Đó là một thiếu niên tóc đỏ như lửa, phảng phất như thiêu đốt tất cả, bất quá dáng thập phần trắng nón, toàn thân lộ ra uy thế bá đạo. Viêm Hoàng. Nhấp Ly nghĩ không tới lần tụ hội nho nhỏ này mà lần lượt xuất hiện cường giả kiếp trước. Trăm năm về sau, Viêm Hoàng đang vị tông chủ Hỏa Thần Tông mở ra một Hỏa Thần Tông cường thịnh nhất từ trước tới giờ. Thời điểm đó Hỏa Thần Tông khinh thường thiên hạ, từng một lần ép tới Yêu Thần Tông không ngẩng đầu được lên. Chỉ là Lục Đại Thần Tông cường thịnh tới đầu cũng vô pháp nghịch thiên, không có cách nào đối kháng với lực lượng của Thánh Ma Tổ Địa, nói chỉ là Thánh Đế. Nghĩ tới kẻ địch mạnh nhất, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm. Trọng sinh trở về, Nhiếp Ly cất bước so với kiếp trước nhanh hơn rất nhiều. Mà đối mặt với quyền thế ngập trời của Thánh Đế, Nhiếp Ly y như cũ thất bại. Dù là tu vị kiếp trước có thể vượt qua Thánh Đế, nhưng dưới trướng Thánh Đế lại hơn mấy trăm vạn năm thuộc hạ, toàn bộ thời không đều bị hắn trưởng khống, chỉ dựa vào một người cơ bản không có cách đánh bại hắn. Ở kiếp này muốn cùng Thánh Đế tranh hùng, không thể dựa vào sức một mình, hắn muốn sử dụng hết thảy lực lượng. Chỉ là những siêu cấp thiên tài này, từng người đều là kiệt ngạo bất tuần, cường quyết bướng bỉnh, khó lòng thuần phục. Huống chi thực lực Nhiếp Ly bây giờ quá yếu, căn bản không có cách khiến cho những người khác chú ý. Tam Đại Thần Tông Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương, Long Thiên Minh không thể nghi ngờ đều là tồn tại chói mắt. Long Thiên Minh tùy địa vị phi phàm, nhưng cùng Thiên Âm Thần Tông Thánh Nữ Minh Nguyệt Vô Song còn có Hỏa Thần Tông Viêm Dương so sánh này là thua kém một ít. Dù sao Viêm Dương đã xác định ra mặc ứng cử cho chức tông chủ Hỏa Thần Tông. Minh Nguyệt Vô Song tuy không phải là người thừa kế, nhưng ở Thiên Âm Thần Tông lại có địa vị cao cả. Long Thiên Minh hướng tới Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương hai người nhìn qua, chắp tay cười nhẹ lộ ra thái độ gần gũi. Minh Nguyệt Vô Song cũng gật đầu đáp lễ, nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng nhìn Viêm Dương, hoàn toàn xem Long Thiên Minh như không tồn tại, khiến Long Thiên Minh có chút xấu hổ. Nhưng Long Thiên Minh rất nhanh thu hồi ánh mắt, cùng người bên cạnh cao giọng đảm tiếu bộ dáng như không để ý chút nào. Nhiếp Ly thầm nghĩ chuyến đi này đúng là không tệ. Nhiếp Ly không ngừng suy nghĩ trong thời gian 2 ngày làm thế nào tiếp xúc hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương. Dù sao Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương là nhân vật rất có quyền uy trong Thiên Âm Thần Tông, Hỏa Thần Tông. Nếu có thể giao hảo cùng họ, đối với bố cục tương lai tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Cố bối, người nói làm thế nào tiếp xúc được hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương? Nhiếp Ly truyền âm cho cố bối nói. Cố bối sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Người cũng đừng có làm khó ta như vậy chứ. Bọn họ một thân là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, một người là thánh tử Hỏa Thần Tông. Ta làm sẽ có tư cách tiếp xúc với họ, tối đa chỉ là biết hiệu bọn họ ngủ lại mà thôi. Ngà, Nhiếp Ly nội tâm khẽ động, biết rõ địa phương bọn hắn nghỉ ngơi vậy là đủ. Lấy thân phận Nhiếp Ly hiện tại, nếu tự động tìm họ chỉ là uổng công. Còn nếu biết địa phương đối phương nghỉ ngơi, Nhiếp Ly tự có biện pháp làm cho đối phương tự tới gặp mình. Nhiếp Ly, ngươi chớ có làm loạn. Hai người bọn họ chính là khách quý Vũ Thần Tông. Cô bối cũng có chút không an tâm dặn dò. Ta tự có chừng mực, Nhiếp Ly cười. Cô bối vẫn không thấy yên tâm, dù sao hai người kia thân phận quá mức cao quý. Vạn nhất đắc tội hai người họ chỉ sợ không có cách nào che chở cho Nhiếp Ly. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Nhiếp Ly không loạn. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ
không một câu trò chuyện, tuy ánh mắt là thỉnh thoảng hướng Tiếu Ngưng Nhi nhìn, nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi hoàn toàn không thấy, chỉ có Nhiếp Ly. Lại thấy rất rõ Diệp Hiên chỉ sợ là đối với Ngưng Nhi có ý tứ. Diệp Hiên người này dù là coi như phong độ quân tử, nhưng lại là cái loại ngụy cường quân tử mà Nhiếp Ly kiếp trước thấy không ít. Diệp Hiên cùng rất nhiều con cháu thế gia giống nhau, luôn lấy xuất thân để tự ngạo, tự cho là đúng. Nếu bàn về bản lĩnh thật, Diệp Hiên bất quá chỉ là công tử bột. Lúc này phía trước thiền điện, một nữ tử xinh đẹp Thiên Âm Thần Tông đứng trên đài, đối với đệ tử Tam Đại Thần Tông khẽ mỉm cười. Hôm nay có thể vào Vũ Thần Tông thực sự là vinh hạnh. Ta là đệ tử Thiên Âm Thần Tông gọi là Cầm Duyệt, phi thường cao hứng khi thấy các chư vị lúc này ở đây tụ hội. Chúng ta cử hành đấu giá, nơi này rất nhiều bảo vật của đệ tử Tam Đại Thần Tông lấy ra, sẽ tiến hành đấu giá, kính xin chư vị cổ vũ. Mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn phía trước. Mỗi lần đấu giá là xuất hiện một ít vật trân quý, có rất nhiều là do đệ tử Tam Đại Thần Tông lấy ra đấy. Đôi khi có thể để lại trên đấu giá hội mua được đồ vật rất có giá trị, cho nên các đệ tử Tam Đại Thần Tông cũng rất ý đấu giá hội lần này. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đầu trác tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh Lộ Địa Long. Cầm Duyệt khẽ cười, Nhấp Đi cùng cô bối nhìn nhau, không biết là đầu trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh này có hay không là của bọn họ. Thần cấp Long Huyết Yêu Linh giá trị liền thành, cao tầng Tam Đại Thần Tông bình thường tuyệt không đem bán. Trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh là vô cùng hiếm có, chỉ có cấp bậc như Lý Hành Vân, Diệp Hiền mới có tư cách từ gia tộc bắt được một đầu, cũng chỉ là các siêu cấp thế gia mới có được trác tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh. Bởi quá mức quý hiếm cho nên rất ít khi đem đấu giá, cho nên đối với nhiều con cháu thế gia bình thường, một đầu trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cạnh tranh thoáng trở nên náo nhiệt rất nhiều, 1 vạn linh thạch, 1 vạn 1.000, 1 vạn 2.000, phần đông đệ tử điên cuồng đấu giá. Còn bọn Long Thiên Minh Viêm Dương hiển nhiên tỏ ra không có hứng thú. Diệp Hiên Lý Hành Vân sớm có trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh cũng không tham gia cạnh tranh. Dù sao một đầu trác tuyệt Long Huyết Yêu Linh giá tiền vẫn tương đối cao, không cần thiết phải mua thêm. Bất quá người tranh đoạt cũng không ít, giá cả điên cuồng tăng lên, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Chương 308, quần áo là lượt. Xem hết nhìn Tiếu Ngưng Nhi khẽ cười. Ngưng Nhi sư muội, nếu cần trác tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, ta lấy liền là đem tặng cho Ngưng Nhi sư muội. Ta không cần. Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, mắt nàng thậm chí không có dừng ở bất kỳ chỗ nào trên người Diệp Hiên. Ta trở về chuẩn bị cho muội một con thần cấp phát triển tính. Nhấp đi cúi đầu nhỏ giọng đối với Tiếu Ngưng Nhi nói. Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt ửng đỏ nhẹ gật đầu, nội tâm từng chút ngọt ngào. Nàng trong lòng không cần thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, mà là Nhiếp Ni rõ ràng cho thấy thực để ý tới nàng, bằng không cũng không ở lúc Diệp Hiên sau đó là lập tức nói lời vậy. Tới lỗi Nhiếp Ly đến cùng là từ đâu lấy được thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, Tiếu Ngưng Nhi cũng chẳng hề suy nghĩ. Trong lòng của nàng, Nhiếp Ly luôn là người không gì không làm được. Chứng kiến bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi e lệ xấu hổ, Diệp Hiên tay phải hơi nắm chặt, không biết Nhiếp Ni đến cùng là cùng Tiếu Ngưng Nhi nói cái gì, lòng hắn khó tránh được sản sinh một chút ghen ghét. Chỉ là trong chớp mắt trước mặt Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi mới có thể bộc lộ ra thần thái như vậy. Trác tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh này cuối cùng là dùng giá tiền 2.700.000 được một đệ tử Hòa Thần Tông mua đi. Tiếp tục đấu giá 5 con Long Huyết Yêu Linh trác tuyệt cấp phát triển tính, toàn bộ dùng cái giá trên 2.500.000 linh thạch hoàn tất giao dịch. Tất cả mọi người có chút buồn bực. Trước đây trác tuyệt cấp phát triển Long Huyết Yêu Linh số lượng giao dịch là phi thường hiếm, dù trên đấu giá hội chỉ là 1-2 con, đấu giá hội lần này sao nhiều như vậy. Những trác tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh này toàn bộ bị Hòa Thần Tông đệ tử mua hết. Hòa Thần Tông đệ tử quả nhìn cả đám rất có tiền, ít nhất so với Vũ Thần Tông đệ tử nhiều tiền hơn. Quả nhiên không hổ là đứng đầu trong lục đại thần tông. Cô bối tính toán sơ sơ qua, nếu 20 đầu trác tuyệt cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh liền là thấy sắp xỉ hơn 50 vạn linh thạch. Đây quả thực là một cái khoản tài phú kinh người, cũng không biết phí tổn là bao nhiêu. Dù sao những linh thạch này hắn đều giao cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nguyên lai tưởng rằng
chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh, tuy thừa thớt. Nhưng mà ước chừng có thể bán được 1.500.000 linh thạch đã là phi thường không tồi, không nghĩ tới giá cả rõ ràng bị nâng cao tới vậy. Việc này cùng với đệ tử Hỏa Thần Tông rất có tiền à, không phải không có quan hệ. Dù sao chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh tại nơi khác cũng không tìm được thứ tốt tới vậy. Chỉ cần là những yêu linh sư không sở hữu chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh đều là không bỏ qua cơ hội. Tiếp theo đấu giá là một cái lọ yêu hồn tinh hoa. Bình yêu hồn tinh hoa này xem qua xem xét là thuộc loại thiên tinh cấp, giá khởi điểm là 1.000.000 linh thạch. Cẩm Duyệt khẽ mỉm cười, có bị đảo hứng thú không? Yêu hồn tinh hoa có thể tăng yêu linh thực lực cực đại, có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, nhâm đi tự nhiên vui lòng. Huống chi là thiên cấp yêu hồn tinh hoa đối với thiên mệnh cảnh giới yêu linh, hiệu quả tăng trưởng là phi thường mạnh. Nghĩ không tới ngày đầu tiên vật đấu giá đã trần quý như vậy, phòng trừng đấu giá hội có ý định ra ngoài họa dọa người. Chỗ này là thiên điện đấy, đều là tam đại thần tông tinh anh trong tinh anh. Nếu như lấy đồ ra đồ vật bình thường, khẳng định chẳng ai hứng thú. Nhiếp Ly ngẫm nghĩ, truyền âm cho Cố Bối, giúp ta mầm lấy cái bình yêu hồn tinh hoa này đi. Mộ Dung Vũ tựa hồ muốn có bình yêu hồn tinh hoa, tăng giá nói, 1.100.000. 1.100.000 linh thạch. Cô Bối bên cạnh tăng giá. Nghe cô Bối nói, Mộ Dung Vũ bên này nghe mặt thoáng qua với cô Bối. 1.200.000. 1.200.100 linh thạch. Cô Bối lại thần tình nhàn nhã tiếp tục tăng. Mọi người xung quanh không khỏi hướng bên này nhìn lướt qua. Bàn này hai người tựa hồ có chút đối địch. Từ lúc này là có cái thú vị để xem. Vậy bọn họ liền dứt khoát ngừng lại nhìn hai người có thể tăng tới mức nào. 1.300.000. Mộ Dung Vũ bị chọc giận, Cố Bối rõ ràng là nhắm vào hắn. Hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Ly lại nhìn Cố Bối, lòng căm tức không thôi. Đoán chừng là Nhiếp Ly nhờ Cố Bối ra tay làm hắn mất mặt. Hơn 1.000.000 linh thạch đối với Mộ Dung Vũ là khoản tài phú cực kỳ kinh người. Hắn nhiều làm tích lũy tổng cộng mới có hơn 1.500.000 linh thạch. 1.300.100 linh thạch. Cố Bối tiếp tục không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Mộ Dung Vũ tăng giá. 1.500.000. Mộ Dung Vũ gần như muốn đập bàn. Diệp Hiên không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ cùng Cố Bối, cho dù là hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000.000 linh thạch tích góp, mua một lọ yêu hồn tinh hoa cũng phải cân nhắc cẩn thận. Cái tên Cố Bối này ra ngoài tựa như có rất nhiều tiền. 1.500.100 linh thạch. Cố Bối mí mắt dừng nên cũng không thấy. Mộ Dung Vũ cổ nổi gân xanh, biết rõ Cố Bối nhố là cố ý nhắm vào hắn, bất quá hắn không có nhiều tiền tới vậy, hoàn toàn không có cách nào tăng thêm giá. Điểm mấu chốt là tên Cố Bối kia hoàn toàn khinh thường thái độ của hắn, làm hắn vô cùng căm tức. Nếu như Cố huynh cần, vậy sao cho Cố huynh đi. Mộ Dung Vũ thở một hơi, khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Thấy bên này hồi lâu không có ai ra giá, xa xa chuyển đến thanh ngầm. 1.600.000. Bình yêu hận hồn tinh hoa có thể nhường cho ngươi sao? Người quá ngoan cố rồi. Nhiều người đấu giá qua, không có tiền thì đừng có tham gia đấu giá, tăng thêm chuyện cười. Cố Bối liếc mắt nhìn qua Mộ Dung Vũ. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ tại quỷ khư chi địa cấp đoạt linh thạch của Nhiếp Ly, đương nhiên không thể cho Mộ Dung Vũ một cái nhìn hảo cảm. Mộ Dung Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn luôn kiêu căng tự đại, tự nhiên bất chấp mọi người, người ta châm chọc tại cái trường hợp này, hắn không dám phát điên, huống hồ là Cố Bối vẫn là người của gia tộc Cố Thị. Vậy Cố huynh tiếp tục tranh đoạt. Mộ Dung Vũ tuy rằng nghiến răng tới ngứa ngáy vẫn là đem cơn tức nuốt vào, điều đó là đương nhiên. 1.700.000 linh thạch. Cố Bối nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ tiếp tục tăng giá. Giá tiền này có điểm quá cao. Người ở ngoài sao dừa dự một chút không có tăng giá. Cuối cùng bình yêu hồn tinh hoa bị Cố Bối chụp được. Tiếp theo đấu giá 5 bình yêu hồn tinh hoa, nhưng chỉ không phải là thiên tinh cấp mà là thiên mệnh cấp, giá khoảng 2.000.000 linh thạch. Mộ Dung Vũ hơi thở buồn bực, không có được thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa, thiên mệnh cấp yêu hồn tinh hoa tuy rằng có thể có chút tác dụng nhưng tầm quan trọng không lớn. Nhưng Cố Bối còn không có ngừng lại. Lăm cái bình yêu hồn tinh hoa này, tất cả nhanh chóng rơi vào tay Cố Bối. Như thế tính ra Cố Bối là tiêu hết gần 3.000.000 linh thạch. Cố huynh, yêu hồn tinh hoa dù có tốt nhưng bây giờ đem tiền tiêu hết, đợi lát nữa chỉ sợ liền không mua được thứ tốt. Diệp Huynh khẽ mỉm cười, không biết hắn là che giấu mục đích gì. Việc này hiển nhiên không cần người quan tâm. Cố Bối nhìn sang Diệp Hiền,
Hắn xem tên Diệp Hiên này cũng khó chịu. Ai bảo Diệp Hiên liên tiếp thể hiện mình có tình nghĩ đối với Tiếu Ngưng Nhi cơ chứ? Tiếu Ngưng Nhi hẳn là nữ nhân của Nhiếp Ly. Diệp Hiên muốn tranh đoạt với con gái huynh đệ, người con gái của huynh đệ cơ bối đương nhiên là không có mặt hòa nhã với hắn. Cô bối nhìn thấy Diệp Hiên này tuyệt đối không phải hạng tốt đẹp. Dù sao, hắn trong mắt mọi người ở đây cũng là một kẻ quần áo là lượt, tự nhiên nhìn có bộ dáng lịch sự. Bằng không thực xin lỗi danh hào của mình, giễu cợt một tiếng, ta ghét nhất là loại không có tiền tài còn giả bộ đại gia. Diệp Hiên hò một tiếng, lòng tức giận không ngớt. Cô bối này có mưu đồ gì, chỉ là Vũ Tông Cố thị đệ tử mà thôi lại dám kiêu ngạo tới vậy. Nếu không đang phải ở địa giới Vũ Tần Tông có người đối với hắn mở miệng càn rỡ, hắn nhất định ra tay khiến đối phương nhớ lâu một chút. Bất quá trong tình huống này hắn vẫn là biểu hiện thần sắc hào phóng phòng nhã nói: ta chỉ có ý tốt nhắc nhở cố huynh, không tiếp nhận vậy quên đi. Nơi đây đối chọi gay gắt, bầu không khí bình tình hình này có chút điểm không bình thường. Mấy người bàn bên cạnh hướng bên này nhìn qua, phát hiện là cố bối liền giật mình. Cố bối nổi tiếng là ăn chơi chắc tán, nếu không phát sinh ra mâu thuẫn với người khác mới là không bình thường đấy. Huống chi một bàn tay này, hai đại mỹ nữ còn ở đó, chả trách cha đây hỏa vị. Lòng Vũ Âm lặng yên ngồi cạnh Nhiếp Ly, làng đối với đồ vật đấu giá không có hứng thú, cảm thấy mình ở chỗ này tựa như có chút dư thừa. Hầu như ánh mắt mọi người đều không cầm lòng tập trung trên người Tiếu Ngưng Nhi. Làng nhớ tới lời tổ mẫu khi xưa: Âm Nhi, con tính tình nóng lẩy như vậy, cứ cho là có xinh đẹp hơn nữa cũng chẳng có người thích đâu, phải sửa lại đi. Trước kia nàng hoàn toàn chẳng thèm để ý, thậm chí có vài phần khinh thường. Lòng Vũ Âm nàng tới lúc nào cần nam nhi yêu thích. Giờ đây một lần nữa nhìn kỹ mình một chút, so sánh với Tiếu Ngưng Nhìn nàng không gọi có chút tự ti mà đứng dậy. Nhiệm lì thích Tiếu Ngưng Nhìn là chuyện bình thường, điều này khiến lòng cho nàng có phần buồn bã. Đấu giá hội vẫn tiến hành. Tiếp theo đấu giá là Thiên Âm Lộ. Thiên Âm Lộ là loại thuốc được dược sư Thiên Âm Thần Tông thu thập các loại dược thảo chế thành, dược lực so với linh thạch tinh hoa còn mạnh hơn. Quan trọng nhất là Thiên Âm Lộ hấp thu hết sức dễ dàng, hiệu quả rõ rệt. Cầm Duyệt mỉm cười nói: trừ vị không cần sốt ruột, lần này chúng ta cầm tới 100 bình Thiên Âm Lộ. Mỗi lần bắt đầu với 10 bình, trừ vị nếu có hứng thú, nhưng lại không thể một lần duy nhất mua cả 10 bình, có thể cùng bằng hữu cùng nhau tham dự đấu giá. Rất nhanh bầu không khí lúc này sôi nổi cả lên, rất nhiều người bắt đầu kéo bè kéo cánh, nhất định kiếm tiền mua Thiên Âm Lộ. Dù sao đối với phần lớn mọi người, một mình nuốt trôi 10 bình Thiên Âm Lộ vẫn có chút khó khăn. 10 bình Thiên Âm Lộ khởi điểm nào phải 1 vạn linh thạch, bất quá giá lên xuống thật là không phát sinh quá lớn, tăng đến tầm 1 vạn, 1.000, 2.000 là đủ. Dù sao có 100 bình nhiều như vậy, hơn nữa Thiên Âm Thần Tông đệ tử toàn bộ rút khỏi danh sách tranh đoạt, chỉ còn Hòa Thần Tông cùng Vũ Thần Tông, không cần phải tranh đoạt kịch liệt tới vậy. Thế nhưng đang lúc mọi người ánh mắt kiếp sợ, cố bối là luốt luôn 30 bình Thiên Âm Lộ. Không thể không nói, cố bối trong lòng có chút thầm thoải mái. Hắn chưa từng thống khoái dùng tiền phung phí như vậy, mặc dù là tiêu phí vốn là từ Nhiếp Ly. 30 bình Thiên Âm Lộ lại là hơn 3 vạn linh thạch. Rất nhiều linh thạch xuất ra, cố bối không thèm để ý chút nào, hơn nữa toàn tính tiếp tục điền cuồng mua nhiều hơn. Bất kể là Mộ Dung Vũ hay Diệp Hiền đều có chút ấm ức. Trong nội tâm dấy lên suy nghĩ, cố bối tiểu tử này rốt cuộc có bao tiền vậy